Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh em tổ chức đến nhà anh Quân Đồng Hỷ tham quan một số các mô hình sinh vật cảnh. Cây đẹp nhỉ, BSBS xinh xinh nhau nhỉ. Ở dưới chỗ đường Bắc Sơn. Đẹp quá. Đấy, văn nhân đấy. Ngọc bút. Mọc chú mạnh với cây hoa nhỉ, rất nhiều hoa. Cây hoa giấy rất tuyệt vời. Mời các bạn ngắm một cây si. Xin chào anh em nhá. Chào ông chủ nhá. Vâng. Theo anh em đây là anh Quân chủ nhà vườn. Anh Quân cho anh em xin địa chỉ của mình đây là đâu nhỉ? Địa chỉ đây là xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ ạ. À dạ, vâng. Xã Minh Lập, Đồng Hỷ. Số điện thoại của nhà mình bao nhiêu nhà em nhỉ? 0373 807 777 ạ. Ôi, số đẹp quá nhỉ, rất tuyệt vời. Mời các bạn lúc nào sắp xếp công việc về với nhà vườn anh Quân chơi nhá, theo số địa chỉ cũng như điện thoại anh vừa cho. Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ. Cây si đẹp quá. Si này là si búp hồng này. Bên đây mình ạ. Bên đấy anh Quân kia nó giáp bên này kia. Bên đấy thì là đi được vòng bên kia. Nhà mình là hai vườn à? Đẹp đấy. Anh không những chơi bonsai, anh còn chơi cả hoa các bạn ạ. Mời các bạn ngắm những cây hoa trà rất đẹp, hoa mọc. Trên đại tử ấy, đi vào cái chỗ đường vào nhà cái ông Minh mà cũng chơi nhiều trà, quéo giữa cánh đồng em đi mình mê mẩn những cây đẹp lắm anh, không rất như rất đẹp, không mua được. Có mỗi cây dơm mà dưới cây quéo thôi, còn mấy cái trống mà khó bán. Bảo nhiều người trả 50 triệu như không bán được. Nhưng mà đúng là cây đến nên để như thì đẹp, nhưng đánh đi thì phí. Từ mấy đến chỉ cắt hết. Cái tán nó phải rộng khoảng mấy chục mét đấy ạ. Cây đấy chắc là cây dưới cây quéo đi. Đẹp 50 cây mê hồn luôn. Thích cây thật. Cây tùng này của chú chắc nhiều tiền. Vâng, cây này rất tiền. Cây này nó khoảng có bao nhiêu? 250. 250. Giá mua đấy nhỉ. Cây này bao nhiêu 130. Cái thân nó đây. Cây này là cây tương lai. Quay 130 các bạn. To quá, quá khủng. Tùng Đài Loan thì nhiều, cây to như tùng ta này hiếm. Đúng rồi. Rất to các bạn. Họ cắt họ đang làm. Thì mình mua đúng không? Rất đẹp các bạn, anh chơi rất nhiều hoa. Một không gian rộng quá lên gần 1 ha. Đấy. Lan tiêu đấy. Đằng kia là cái gì kia? Một đồi sim à? Những đồi hoa sim à? Đẳng cấp quá nhỉ. Cây mẫu đơn hai màu đẹp thế. Kép, 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 kép. Con long ấy, con này long nó bị dở đấy. Trực liên chi. Kiểu như trực liên chi.
Chua cây khế này cũng khủng đấy nhỉ, khế ngọt đấy, chua chứ nhỉ. Cái chua. Một cái khế rất đẹp các bạn. Nằm trên trên một cái bể rộng hơn 2 mét. Khế chua các bạn nhé. Cây tùng này mai kia làm xong cái này đẹp lắm này. Vâng. Thân rất điệu. Thân rất điệu, rất đẹp. Con này mà làm xong như con tùng của anh rồi thì đẹp đấy. Đẹp đấy, con này đẹp đấy. Đây cũng còn con nhà đá ông cổ. Đây là ngọc anh hay ngọc bút đây em nhỉ? Đây là ngọc anh. Ngọc anh, cái này nhiều tiền không? Mấy triệu. À, mấy triệu đây à? Anh thác ngọc bút khác, ngọc bút đá bé hơn. Kia trong nhà có cây ngọc bút để trên chậu bé tí. Đây là cây ngọc anh các bạn. Thơm hơn. Ngọc bút có cây nhà trên chậu bé bé. Anh cây nó to hơn mà. Nếu cây này mà là cây ngọc bút thì đắt tiền hơn đúng không? Ngọc bút cái thằng cũng có cây ngọc bút kìa. Nó gọi là mẫu đơn cũng ba. Cây hoa mẫu đơn được anh chủ giới thiệu là cây mẫu đơn Du Bai các bạn. Hoa lâm tâm rất đẹp. Đấy, rất tuyệt vời. Cây chay này có đắt lắm không hả anh? Dạ, cây thế này á. Cây này nói chung là anh em mình thợ thuyền nó cứ rơi vào tầm khoảng gần 70. Cây chay. Rất mềm mại. Nhưng nếu mà ra ngoài thị trường thì cây này vành gốc được bao nhiêu nhỉ? Cây chay rất đẹp các bạn, rất khủng. Hôm nay anh em đến chơi khoảng một ngày mát trời, thăm vườn nhà anh Quân. Cái nào, cái nào cơ? Cái chậu không ấy. Cái chậu này 6 triệu á? Thế nó rẻ, nếu mà thuê trên này đắp sao còn đắp đây. Hơi to so với cây. Đúng rồi. À, mình thuê dưới kia xong là mình cầu về. Vâng, vâng. Mình trên này đắp thì cũng đắt đấy, phải trên 10 triệu đấy, em hỏi rồi. 10 triệu mới được. Cái này là chú làm ở đâu? Em làm ở dưới Bắc Giang. À, Bắc Giang. Văn Giang. Văn Giang. 6 triệu dưới đấy, nó cũng rẻ hơn mình nhiều. 6 triệu dưới cầu. Mình mang thợ về đây phải 10 triệu đắp tại nhà mình. Đúng rồi. Mình. Hỏi. Mà cả vật tư cả ấy có 6 triệu. Đất giao cho nó 6 triệu. Tiền vật tư nó bằng nửa. Không dưới là nghề người ta kiếm việc nhưng mà công. Nó làm nó ít, nó ăn ít. Đúng rồi. Người làm. Cả là cái đấy rộng mét rưỡi đấy nhỉ? Cái họa tiết cái này là nó không có tùy. Rộng á, rộng này gần 2 mét này ạ. À, dài 2 mét mấy. Ừ, to đấy. Cái chậu này thì nó hơi to. Hơi to. Nó phù lại mỗi cái cạnh này 1 mét 6 và cạnh kia. Xong cái này mà muốn chơi được thì xong này video này phải làm tí đá này. Em làm cái kiểu cảnh đá. Tiểu cảnh. Phối tiểu cảnh vào thì đẹp. Còn này cái bộ chân, móng chân. Phối tiểu cảnh với cỏ. Được bộ móng đẹp đấy. Đây là ra hoa nhỉ. Cây mọc đẹp quá. Nó hỏi gì rời tiền nhưng mà cơ bản là có bán được giá đấy hay không? Đói là một chuyện. Đói là một chuyện. Bao giờ cái xuống tiền thì mới là... Rất đẹp, một cây mọc già các bạn. Con đây chủ nhân không bán. Mua nó một chuyện kiểu... Rất đẹp. Đằng nào nó không bán được thì nó đòi. Nó cũng không bán đấy. Xuống tiền thì mới là... Cái này là cây đơn trắng mình ghép đây.
À đơn trắng ghép vàng đấy gì? Ừ, đơn trắng đây, ghép vàng. Ghép xong đẹp lắm. Cây mọc khủng các bạn này. Để tay các bạn cảm nhận nhá. Rất to và khủng. Đi theo anh em sang vườn bên tham quan. Vườn rộng bao la. Ui giời, công trình bóng mát nhiều quá. Ôi những cây to này mà hy sinh nhỉ, tiếc quá nhỉ. Và quá phí. Cây này nó là vú sữa à em? Vú sữa. Tiếc quá nhỉ. Đây là cái lãi nó còn nằm ở đây chứ. Vẫn mồm đấy. Lãi vẫn đây không chứ. Đây lãi ở đây rồi. Đúng là vỡ mồm. Làm cây quá kinh điển. Cây cao lên đến khoảng 15 mét các bạn. Cây xoài. Ở đây chú Thành ở gần đây mà anh em lại ít giao lưu đấy à? À đã, ô đấy, đây là đúng môn của chú Thành ấy, còn gì nữa? Nhiều thứ đấy ông kia. Những cây này giờ nó có đắt không à? Em nhỉ? Chục triệu đổ lại. Chục triệu một gốc Thiên Tuế này. Rẻ á, rẻ. Đường kính lên có cây lên đến 50 các bạn ạ. 560. Đường kính 560. Quá đẳng cấp. Giá chơi đồi này mới thích nhỉ. Đẹp quá. Cao 4-5 mét nhỉ. Thế này ta chơi một đồi này có khi đẳng cấp ấy. Vâng, đồi này đẹp chứ giờ họ. Đồi này đẹp. Là làm cái tiểu cảnh chơi đồi này. Đồi này nó cổ đồi tùng nhau. Cái này mà đặt đá đúng không? Đá đồi đồi đá cho nó vào. Táo này thì nó có đắt không em? Táo thì ông mấy triệu cây này. À đã. Táo cổ. Đào qua chắc có xác cái tên này có khoảng. Ờ. Tùng. Những cây này như này thì nó độ khoảng bao tiền là em nhỉ, cái tùng này. Trên 40 triệu. Nó cũng sàn sàn là nhau cái số này đúng không? Ừ. Đấy là mua sổ chứ còn nếu mà mua cây một thì còn một tính. Đường kính cây này con này là vanh độ khoảng 70 nhỉ? Tầm mấy 70. Vanh 70. Trên 40 triệu cây các bạn ạ. Anh đã ra cắt hạ đang chỉnh sửa làm thế hết rồi. Cũng hợp lý thôi nhỉ. À. Sung, cái sung to. Trong cái cây hồng xiêm mà em. Vâng, sung này. Cây ấy nhiều tiền không? Cây hồng xiêm này à. Cao khoảng 4 mét các bạn, cây hồng xiêm. Được kính lên 780. Ừ, được nghe, tay bay đẹp nhỉ. Đúng rồi. Cây hồng xiêm khá to các bạn ạ. Rất rộng rãi, tuyệt vời. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.